có duyên biết mệnh, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, hợp vía thần tài, hốt vàng hốt bạc, tiền về tới tấp, đúng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025, giàu có nhất dùng. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, may mắn ngập tràn và thành công như ý. Quý vị anh chị thân mến, đối với mỗi chúng ta, việc nắm bắt được vận mệnh của mình giống như việc mình có một chiếc bản đồ để chúng ta đi tới thành công nhanh hơn trong cuộc sống. Chính vì vậy thời gian này, ban biên tập chương trình sẽ liên tục ra các video nói về vận mệnh của từng tuổi theo các ngũ hành như kim, thủy, mộc, hỏa, thổ để giúp quý vị và các bạn có được những quyết định đúng hơn trong dịp cuối năm 2024 này. Và những điều ban biên tập chia sẻ dưới đây sẽ giúp cô bác tuổi Tân Dậu nắm bắt được cơ hội để chúng ta đón quý nhân, rước lộc vào nhà cũng như chúng ta biết được những việc cần tránh để chúng ta giảm thiểu được những rủi ro trong dịp cuối năm 2024 của mỗi người. Tuy nhiên các cụ vẫn có câu đức năng thắng số, vậy nên ban biên tập chương trình hy vọng rằng quý vị và các bạn hãy dùng những kiến thức của mình, tu nhân tích đức cũng như sự cố gắng của mình trong cuộc sống để chúng ta vượt qua được những khó khăn, vận hạn và nắm bắt được vận may từ cuộc sống mang lại quý vị nhé. Ngay sau đây sẽ là nội dung bài chia sẻ tử vi từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch của cô bác tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tổng quan tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh thạch lựu mộc, cây lựu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà Thanh Đế, cô quạnh, xương con gà, tướng tinh con chó, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tân Dậu số mạng như vậy là cây lựu đá cung đoài chẳng sai. Đông xuân sanh đặng thời nay, suốt đời thông thả gặp may tới hoài. Hạ thu lỗi số chơi dơi, dù cho giàu có cũng lo cũng buồn. Tánh người vui vẻ dễ thương, hai bàn tay trắng tạo nên cơ đồ. Tân Dậu tâm tánh thật thà, gặp người hung dữ thì ra tay liền. Nhiều lúc làm có của tiền cũng đều tan rã chẳng yên khó cầm. Tiền vận nhà cửa chẳng yên, hậu vận gia đạo mới yên an hòa. Tân thuộc hành kim, hành này khiến cho Dậu bướng bỉnh và ngoan cố hơn. Dậu cũng thuộc hành kim cho nên năng lượng kim kép khiến cho những người Tân Dậu đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân mình và những người khác. Họ đề cao cái tôi cá nhân, do đó thường có xu hướng tìm kiếm những người biết lắng nghe họ để nuôi dưỡng và duy trì cái tôi bản ngã này. Người Tân Dậu khá mạnh dạn, họ kiên định với suy nghĩ của mình, tự lập và không dựa dẫm vào người khác là cuộc sống mà tuổi này hướng tới. Họ là người đam mê công việc, làm việc có tổ chức, tính hình khắc khe và để ý từng chi tiết nhỏ. Gia đình rất quan trọng với người Tân Dậu, vì vậy họ luôn muốn cố gắng để mang lại cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc nhất cho người thân của mình. Tân Dậu có tài hùng biện, họ có thể dùng lời lẽ của mình để lấn át được miệng lưỡi của đối thủ. Họ là những người rất trung thực và thường không quan tâm quá nhiều tới cách lựa chọn câu chữ, do đó mà nhiều lời ăn tiếng nói khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Một đặc trưng trong tính cách của những người tuổi này đó chính là rất nghiêm khắc trong việc xử lý lỗi lầm. Sự lạnh lùng cộng với bản tính có chút hung hăng chính là trở ngại lớn trong tình yêu của người tuổi Tân Dậu đấy. Nam mạng tuổi Tân Dậu có cuộc đời sung sướng từ thuở nhỏ, lớn lên muốn một mình tự lập, hay hoang phí và có tính tiến thủ. Tuổi Tân Dậu làm ra được nhiều tiền bạc nhưng hoang phí phải chịu cảnh túng quẫn. Tiền bạc vô bất ngờ, nhưng ra chẳng bao lâu, cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm. Nên cần mẫn thì là một việc tốt, không nên quá tự cao mà phải mang cảnh nghèo mãi, số hậu vận mới được sung sướng an nhàn. Công danh có khi lên cao, có khi cũng xuống thấp. Về gia đạo không được ôn hòa, tình ruột thịt không mấy mặn mà và thắm thiết. Về đường công danh chỉ vào ở mức độ bình thường, không được dư giả và điều tốt trong cuộc sống. Về sự nghiệp có nhiều điều tốt, nếu biết tạo lấy điều kiện cho cuộc sống thì hoàn toàn được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tiền tài không được đầy đủ và dồi dào, nếu đừng quá phung phí thì có thể hưởng được đầy đủ về vấn đề này. Cuộc sống, tuổi Tân Dậu cuộc đời sung sướng từ thuở nhỏ, lớn lên muốn một mình tự lập, hay hoang phí và có tánh hay cầu cao. Tuổi Tân Dậu làm ra được nhiều tiền bạc nhưng hoang phí phải chịu cảnh túng quẫn, tiền bạc vô bất ngờ, nhưng ra chẳng bao lâu, cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm. Nên cần mẫn thì là một việc tốt, không nên quá tự cao mà phải mang cảnh nghèo mãi, số hậu vận mới được sung sướng an nhàn. Tình duyên, tuổi Tân Dậu có số thay đổi nhiều về vấn đề tình duyên,
cho đến tuổi 40 trở đi thì có thể sống được hạnh phúc. Theo khoa chiêm tinh và toán số, tuổi Tân Dậu về vấn đề tình duyên phải có sự thay đổi và diễn tiến như dưới đây. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì trong cuộc đời bạn có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 5, 7 và 11 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 4, 8 và 12 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 2, 9 và 10 âm lịch. Trên đây là bản nhận xét theo khoa lý số về tuổi Tân Dậu diễn tiến về tình duyên suốt cuộc đời. Gia đạo, công danh có khi lên cao, có khi cũng xuống thấp. Về gia đạo không được ôn hòa, tình ruột thịt không mấy mặn mà và thắm thiết. Về đường công danh chỉ vào ở mức độ bình thường, không được dư giả và hay đẹp trong cuộc sống. Về sự nghiệp có nhiều hay đẹp, nếu biết tạo lấy điều kiện cho cuộc sống thì hoàn toàn được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tiền tài không được đầy đủ và dồi dào, nếu đừng quá phung phí thì có thể hưởng được đầy đủ về vấn đề này. Tuổi hợp cho làm ăn, trong sự nghiệp làm ăn hùng hạp hay phát triển về nghề nghiệp, nên chọn những tuổi này mà làm ăn thì có nhiều triển vọng tốt đẹp về tiền bạc cũng như về tất cả mọi việc trong cuộc đời. Đó là những tuổi Tân Dậu đồng tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão. Những tuổi này là những tuổi rất hợp với tuổi Tân Dậu. Lựa chọn vợ chồng, sau đây là những tuổi mà bạn có thể kết duyên được trùng hợp về tuổi tác. Làm ăn được nhiều phát đạt và có triển vọng tốt đẹp về tương lai. Đó là những tuổi Tân Dậu đồng tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão, Kỷ Tỵ. Bạn kết hôn với tuổi Tân Dậu và Quý Hợi, cuộc sống bạn được lên cao về đường tài lộc, làm ăn mau phát đạt và đầy đủ hạnh phúc. Với tuổi Giáp Tý và Đinh Mão đẩy mạnh cuộc sống lên cao độ của con đường làm ăn, tiền bạc cũng như về công danh, có thể hưởng được giàu sang phú quý. Với tuổi Kỷ Tỵ bạn có thể nhờ vào ở tuổi hợp mà tạo được nhiều cơ hội thuận tiện về việc làm ăn cũng như mau phát triển về nghề nghiệp. Những tuổi trên hào con đông đủ, chỉ trừ tuổi Giáp Tý hào con thiểu số hay trung bình mà thôi. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống của bạn chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Vì những tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, nên chỉ có thể tạo được cho đời bạn một cuộc sống trung bình. Đó là bạn kết hôn với những tuổi Bính Dần, Nhâm Thân, Canh Thân, Mậu Dần. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này, bạn sẽ khó khăn trong việc làm ăn, khó tạo được cho mình một cuộc sống êm đẹp và có thể phải sống với một cuộc sống nghèo túng trong suốt cuộc đời. Đó là bạn kết duyên với những tuổi này, Nhâm Tuất, Mậu Thìn, Giáp Tuất. Ba tuổi này rất khắc kỷ với bạn, nếu bạn gặp có thể đời bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Có những năm rất xung khắc về tuổi tác, cũng như về đường công danh. Những năm này bạn nên cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng hay ít ra cũng có nhiều khó khăn trong cuộc sống của bạn. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 20, 22, 28, 32, 34 và 40 tuổi. Những năm này bạn cưới vợ sẽ gặp nhiều trường hợp khó khăn về cảnh vợ con. Nếu bạn sanh vào những tháng này, số bạn có số đào hoa hay có nhiều thê thiếp, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 4, 5 và 12 âm lịch, chắc chắn bạn sẽ có nhiều thê thiếp trong cuộc đời. Những tuổi đại kỵ, trong công việc làm ăn hay kết duyên, bạn nên từ bỏ những tuổi này. Vì những tuổi này là những tuổi đại xung khắc, làm ăn hay kết duyên, bạn sẽ bị tuyệt mạng hay bị biệt ly giữa cuộc đời. Nên tránh thì tốt hơn, đó là những tuổi Ất Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Kỷ Mùi và Mậu Ngọ. Những tuổi này nếu bạn kết duyên hay hợp tác làm ăn thì gặp nhiều việc không mấy may mắn. Trong việc làm ăn, sự giao thiệp ở đời cũng như trong lĩnh vực tình duyên, nếu lỡ rủi đã thương nhau hay lỡ hùng hạp làm ăn với nhau mà lỡ gặp tuổi đại khắc kỵ thì lập tức phải cúng sao giải hạn, tùy theo sao hạn của mỗi người từng năm mà cúng. Nếu trong việc hôn nhân thì tránh không nên làm lễ hiệp hôn lình đình, như vậy thì vợ chồng mới có thể ăn ở với nhau trọn đời, nên khỏi sợ bị chia ly nửa chừng, và cũng phải nhớ nên cúng sao giải hạn thường từng năm thì sẽ được giải hạn. Những năm khó khăn nhất, bạn có những năm khó khăn nhất trong cuộc đời bạn, làm ăn sẽ gặp nhiều thất bại, không thành công trên đường sự nghiệp công danh. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 23, 27 và 33 tuổi. Những năm này nên đề phòng thất bại về tiền bạc. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Tân Dậu xuất hành vào những ngày lẻ, giờ lẻ, tháng lẻ thì hợp nhất trong suốt cuộc đời, làm ăn thành công, không sợ thất bại về tiền bạc cũng như về nghề nghiệp. Thưa quý vị,
năm 2024 đã mở ra một chương đầy thử thách và biến động cho những người mang tuổi Tân Dậu 1981. Như một con thuyền giữa sóng cả, quý vị đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Công việc không còn vững vàng như trước khiến cho tâm trạng của quý vị thường xuyên bị xáo trộn. Áp lực tài chính gia tăng như một gánh nặng đè nén lên đôi vai, khiến quý vị cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Ngoài ra, những vấn đề nhỏ nhặt trong gia đình cũng như những mâu thuẫn không đáng có đã tạo ra bầu không khí căng thẳng, đôi khi làm quý vị cảm thấy đơn độc trong cuộc chiến của chính mình. Tuy nhiên, giữa những khó khăn trồng chất, sức mạnh nội tâm và sự kiên trì của quý vị đã thể hiện rõ rệt. Mỗi ngày trôi qua, quý vị không ngừng nỗ lực đối diện với thử thách bằng một tinh thần mạnh mẽ và lạc quan. Quý vị đã biết cách tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối, không để cho những biến động làm nản lòng. Điều này chính là minh chứng cho bản lĩnh và quyết tâm của tuổi Tân Dậu. Từ giờ đến cuối năm, những nỗ lực không ngừng sẽ dần được đền đáp. Vận mệnh của quý vị đang dần cải thiện, mở ra một giai đoạn tươi sáng hơn. Các tháng cuối năm sẽ là khoảng thời gian quý giá. Khi tài chính của quý vị bắt đầu ổn định trở lại, có thể quý vị sẽ nhận được những cơ hội bất ngờ, mang đến không chỉ lợi ích về kinh tế, mà còn mở ra nhiều cánh cửa mới trong sự nghiệp. Đặc biệt, trong lĩnh vực công việc, những mối quan hệ xã hội và sự hợp tác sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Quý vị có thể sẽ gặp gỡ những người có cùng chí hướng, cùng chung tay xây dựng dự án hoặc ý tưởng mới, góp phần mang lại thành công và thịnh vượng cho bản thân và cộng đồng. Không chỉ công việc, mà gia đình cũng sẽ trở thành nguồn động viên lớn lao cho quý vị. Tình cảm giữa các thành viên trong gia đình dần được hàn gắn, mang lại bầu không khí ấm áp và hòa thuận. Những bữa tiệc gia đình, những khoảnh khắc sum vầy sẽ trở thành những ký ức quý giá, là niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của quý vị khi bước vào năm mới. Tóm lại, năm 2024 mặc dù đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng với sự kiên cường và tinh thần lạc quan, tuổi Tân Dậu 1981 sẽ thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Hãy tiếp tục vững tin vào bản thân và những điều tốt đẹp sẽ đến với quý vị. Bước sang năm mới, hãy mở lòng đón nhận mọi cơ hội và trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024, những tháng cuối năm 2024 sẽ là một bước ngoặt quan trọng cho sự nghiệp của những người tuổi Tân Dậu. Đây không chỉ là thời gian để nhìn lại những gì đã qua, mà còn là thời điểm mở ra nhiều cơ hội mới đầy hứa hẹn. Quý vị có thể nhận thấy rằng những nỗ lực, sự kiên trì và đam mê mà mình đã dành cho công việc trong suốt thời gian qua đã đến lúc gặt hái thành quả. Trong giai đoạn này, quý vị có thể gặp gỡ và hợp tác với những đối tác tiềm năng, những người có cùng tầm nhìn và mục tiêu. Những dự án cũ dù đã từng bị bỡ ngỡ, giờ đây có thể trở thành nguồn cảm hứng mới, mang lại cơ hội phát triển và thành công. Quý vị nên chủ động tìm kiếm và mở lòng đón nhận những mối liên kết kinh doanh mới, vì đây sẽ là bước khởi đầu cho những thành công vượt bậc trong tương lai. Một điều đặc biệt cần lưu ý là sự kiên nhẫn và cẩn thận sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công trong những tháng cuối năm này. Quý vị hãy tận dụng từng cơ hội một cách khôn ngoan. Không vội vàng đưa ra quyết định mà hãy phân tích kỹ lưỡng mọi khía cạnh của vấn đề. Sự chuẩn bị kỹ càng sẽ giúp quý vị tự tin hơn trong việc đối mặt với thách thức và chớp lấy cơ hội. Hãy chú ý đến việc phát triển bản thân qua việc nâng cao kỹ năng, tham gia các khóa học hoặc hội thảo. Điều này không chỉ giúp quý vị tự tin hơn trong công việc, mà còn tạo thêm giá trị cho bản thân trong mắt các đối tác và đồng nghiệp. Mạng lưới quan hệ cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng. Hãy chủ động kết nối và duy trì các mối quan hệ, vì biết đâu những người bạn cũ sẽ là cầu nối đưa quý vị đến với những cơ hội tuyệt vời. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sự thành công không chỉ đến từ công việc, mà còn từ những mối quan hệ và cảm xúc tích cực. Hãy dành thời gian cho bản thân và gia đình, vì điều này sẽ giúp quý vị có được nguồn năng lượng mới và sự hưng phấn trong công việc. Những khoảnh khắc thư giãn và sum vầy sẽ là nguồn động lực to lớn, giúp quý vị giữ vững tinh thần trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới. Những tháng cuối năm 2024 hứa hẹn sẽ mang đến cho tuổi Tân Dậu nhiều cơ hội và thách thức thú vị. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những gì tốt đẹp nhất đang chờ đón quý vị. Phương diện tài lộc. Trong những tháng cuối năm 2024, tài vận của tuổi Tân Dậu sẽ chứng kiến một sự chuyển biến tích cực đáng kể. Những nỗ lực và quyết định sáng suốt trong quá khứ sẽ bắt đầu mang lại trái ngọt, giúp quý vị cảm nhận được sự dồi dào của nguồn tài chính. Tiền bạc sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau,
có thể là từ những khoản đầu tư mà quý vị đã thực hiện trước đó hoặc những cơ hội kinh doanh mới đang chờ đón. Đây là một thời điểm lý tưởng để quý vị xem xét và thực hiện các kế hoạch tài chính dài hạn. Quý vị có thể cảm thấy hào hứng trước những cơ hội đầu tư đang xuất hiện và điều này hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sự cẩn trọng là điều cần thiết trong giai đoạn này. Đừng để lòng tham hay sự hối hả làm mờ đi khả năng phán đoán của mình. Trước khi quyết định đầu tư hay tham gia vào bất kỳ dự án kinh doanh nào, quý vị nên xem xét kỹ lưỡng các yếu tố liên quan, hãy phân tích mọi khía cạnh, từ rủi ro đến tiềm năng sinh lời để đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Một cách tiếp cận thông minh và có kế hoạch sẽ giúp quý vị tránh khỏi những quyết định sai lầm có thể dẫn đến tổn thất tài chính. Ngoài ra, quý vị cũng nên chú ý đến việc quản lý tài chính cá nhân, thiết lập một ngân sách hợp lý, theo dõi thu chi hàng tháng và dành dụng một phần cho các trường hợp khẩn cấp. Sẽ giúp quý vị cảm thấy an tâm hơn. Hãy cân nhắc đầu tư vào những lĩnh vực mà quý vị am hiểu như bất động sản, chứng khoán hoặc kinh doanh để có thể tối ưu hóa nguồn vốn của mình. Cuối cùng, đừng quên chia sẻ thành công tài chính với gia đình và những người thân yêu. Việc tạo dựng một bầu không khí tích cực và hỗ trợ nhau trong những kế hoạch tài chính sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ và mang lại sự hạnh phúc lâu dài cho quý vị. Những tháng cuối năm sẽ là khoảng thời gian đầy hứa hẹn cho tài lộc của tuổi Tân Dậu. Hãy chuẩn bị tâm lý và tinh thần để đón nhận mọi cơ hội. Nhưng cũng đừng quên giữ vững sự thận trọng và sáng suốt trong mọi quyết định của mình. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Tân Dậu trong những tháng cuối năm 2024 là một khía cạnh cần được chú ý đặc biệt. Thời điểm này, quý vị có thể cảm nhận sự gia tăng áp lực từ công việc và cuộc sống hàng ngày. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Đặc biệt, quý vị nên đặc biệt chú ý đến cuộc sống và hệ tiêu hóa. Hai khu vực có thể trở thành vấn đề nếu không được chăm sóc đúng mức. Để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và dẻo dai, việc duy trì một lối sống lành mạnh là điều cần thiết. Quý vị nên lên kế hoạch cho một chế độ ăn uống khoa học, bao gồm nhiều loại thực phẩm tươi ngon, giàu dinh dưỡng như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein. Hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh và các loại đồ uống có đường sẽ giúp quý vị duy trì một cơ thể khỏe mạnh hơn. Ngoài chế độ ăn uống, việc tập luyện thể dục thể thao cũng vô cùng quan trọng. Hãy tìm cho mình những hoạt động phù hợp như yoga, đi bộ, đạp xe hoặc bơi lội để tăng cường sức khỏe tổng thể. Những bài tập này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp giảm căng thẳng, mang lại cảm giác thư giãn và tái tạo năng lượng. Bên cạnh đó, việc chú ý đến tư thế ngồi và cách làm việc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cột sống. Hãy đảm bảo rằng quý vị ngồi thẳng lưng khi làm việc, sử dụng ghế có đệm hỗ trợ và thường xuyên đứng dậy vận động nhẹ nhàng để giảm bớt áp lực lên cột sống. Ngoài những yếu tố về thể chất, sức khỏe tinh thần cũng cần được chăm sóc. Quý vị hãy tìm cách giảm thiểu qua việc thực hành thiền định, yoga hoặc tham gia các hoạt động nghệ thuật mà quý vị yêu thích. Hãy dành thời gian cho bản thân và tìm kiếm những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống để tái tạo năng lượng cho tâm hồn. Cuối cùng, nếu cảm thấy có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, đừng ngần ngại tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp quý vị bảo vệ sức khỏe một cách hiệu quả nhất. Tóm lại, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà quý vị cần chăm sóc trong những tháng cuối năm này. Hãy tạo dựng cho mình một lối sống lành mạnh, cân bằng giữa công việc và cuộc sống để có thể tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống mang lại. Phương diện gia đạo. Gia đình của tuổi Tân Dậu trong những tháng cuối năm 2024 sẽ trải qua một giai đoạn hòa hợp và ấm áp. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt trước đây sẽ dần được tháo gỡ, tạo nên bầu không khí thân thiện và yêu thương. Quý vị sẽ nhận thấy rằng sự đồng lòng của các thành viên trong gia đình đã trở thành nguồn sức mạnh lớn lao, giúp vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Trong thời gian này, việc giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy dành thời gian trò chuyện và lắng nghe ý kiến của từng thành viên trong gia đình. Từ đó có thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại. Những cuộc thảo luận thân mật sẽ không chỉ giúp xóa bỏ những hiểu lầm mà còn gắn kết các thành viên lại gần nhau hơn. Nhân dịp chuẩn bị cho cái Tết sắp tới, không khí gia đình sẽ càng thêm rộn ràng và phấn khởi. Quý vị và gia đình có thể cùng nhau lên kế hoạch cho các hoạt động, từ trang trí nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ đến việc mua sắm và chuẩn bị quà Tết. Những khoảnh khắc này sẽ trở thành kỷ niệm đẹp, là nguồn cảm ứng cho cả gia đình.
Hãy tận dụng cơ hội này để tổ chức những buổi tụ họp gia đình, nơi mà mọi người có thể quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện và cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ. Những bữa tiệc nhỏ, những cuộc đi chơi hoặc những buổi xem phim tại nhà sẽ mang lại niềm vui và sự gắn kết cho cả gia đình. Đặc biệt, đừng quên bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương đối với các thành viên trong gia đình, những lời khen ngợi, sự quan tâm và những hành động nhỏ như giúp đỡ nhau trong công việc hàng ngày sẽ tạo nên một môi trường yêu thương và ấm áp. Cuối cùng, trong những tháng cuối năm, quý vị hãy dành thời gian để tri ân những người đã luôn đồng hành và hỗ trợ mình. Dù là trong những lúc khó khăn hay những thời khắc vui vẻ, gia đình luôn là bến đỗ an toàn và là nguồn động viên lớn lao. Tóm lại, phương diện gia đạo của tuổi Tân Dậu sẽ trở nên rực rỡ hơn trong những tháng cuối năm này. Hãy cùng nhau tạo dựng một bầu không khí ấm cúng, cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết hạnh phúc, nơi mọi thành viên đều cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc lẫn nhau. Tử vi các tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Tháng 10 âm lịch này, tuổi Tân Dậu sẽ đón nhận một giai đoạn tài vận khởi sắc mạnh mẽ. Đây sẽ là thời điểm đầy hứa hẹn khi những khoản tiền từ các dự án hoặc hoạt động kinh doanh bắt đầu đổ về, mang lại cho quý vị một tháng thịnh vượng và phấn khởi. Những nỗ lực và sự kiên trì trong thời gian qua cuối cùng đã được đền đáp, tạo điều kiện cho quý vị tận hưởng những thành quả của mình. Trong tháng này, quý vị có thể nhận được các khoản thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, từ tiền thưởng, hoa hồng cho đến lợi nhuận từ các đầu tư đã được thực hiện trước đó. Những kết quả khả quan này không chỉ giúp cải thiện tình hình tài chính, mà còn tạo động lực cho quý vị tiếp tục phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, trong khi tài vận đang thịnh vượng, quý vị cũng cần phải chú ý đến việc quản lý tài chính một cách hợp lý. Hãy tính toán kỹ lưỡng để tránh các khoản chi tiêu không cần thiết. Điều này sẽ giúp quý vị bảo vệ nguồn tài chính của mình và duy trì sự ổn định trong dài hạn. Hãy lập kế hoạch chi tiêu cụ thể cho tháng này, phân bổ ngân sách hợp lý cho các nhu cầu thiết yếu và những dự định cá nhân. Bên cạnh đó, tháng 10 cũng là thời điểm thích hợp để quý vị xem xét và mở rộng các cơ hội đầu tư mới. Có thể tham gia vào những dự án mà quý vị đã suy nghĩ từ lâu hoặc kết hợp với những đối tác có uy tín để tối ưu hóa lợi nhuận. Hãy cẩn thận lựa chọn và không nên vội vàng, mà hãy tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Đặc biệt, nếu có cơ hội, quý vị cũng nên nghĩ đến việc dành một phần tài chính cho việc nâng cao bản thân, như tham gia các khóa học hoặc tìm hiểu về đầu tư và tài chính. Điều này không chỉ giúp quý vị nâng cao kỹ năng mà còn tạo ra cơ hội để kết nối với những người cùng chí hướng, mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội. Tóm lại, tháng 10 âm lịch, Ất Hợi hứa hẹn sẽ mang đến cho tuổi Tân Dậu một nguồn tài chính dồi dào và thịnh vượng. Hãy tận dụng cơ hội này một cách thông minh, đồng thời chú ý đến việc quản lý tài chính để duy trì sự ổn định và bền vững cho tương lai. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Trong tháng 11 âm lịch này, tuổi Tân Dậu sẽ cảm nhận rõ rệt sự phù trợ của quý nhân, tạo điều kiện cho mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết. Những nỗ lực và tâm huyết của quý vị trong thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng, mang lại cho quý vị những thành tựu đáng kể trong công việc, tài chính và cả trong đời sống gia đình. Đây thực sự là một tháng đầy hứa hẹn và tràn đầy năng lượng tích cực, công việc của quý vị sẽ có nhiều dấu hiệu khả quan. Với những dự án tiến triển thuận lợi và sự công nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên, điều này không chỉ giúp nâng cao vị thế của quý vị trong môi trường làm việc, mà còn tạo ra cơ hội thăng tiến và mở rộng sự nghiệp. Hãy tận dụng những cơ hội này để chứng tỏ khả năng và sự cống hiến của mình. Về mặt tài chính, tháng này cũng sẽ mang đến cho quý vị nhiều tín hiệu tốt lành. Các khoản đầu tư trước đó sẽ bắt đầu sinh lời, giúp củng cố nền tảng tài chính và tạo điều kiện cho các kế hoạch chi tiêu trong tương lai. Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị cân nhắc việc thực hiện các kế hoạch dài hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Hãy mạnh dạn xem xét những cơ hội mới, đồng thời dựa vào sự tư vấn của những người có kinh nghiệm để đưa ra quyết định sáng suốt. Đặc biệt, không chỉ có công việc và tài chính, mà gia đình cũng sẽ trải qua một giai đoạn hòa hợp và vui vẻ. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình sẽ được cải thiện với những buổi sum họp đầy ấm áp và ý nghĩa. Hãy dành thời gian quý báu để gắn kết với người thân, chia sẻ niềm vui và hỗ trợ nhau trong những kế hoạch chung. Đồng thời, quý vị cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân và gia đình trong tháng này. Những hoạt động thể thao,
Các bữa ăn dinh dưỡng và giấc ngủ đủ sẽ giúp mọi người duy trì năng lượng và sự hứng khởi trong cuộc sống hàng ngày. Tháng 11 âm lịch, Bính Tý, sẽ mang đến cho tuổi Tân Dậu một cơ hội tuyệt vời để phát triển và tiến xa hơn. Hãy nắm bắt những dấu hiệu tích cực này, thực hiện các kế hoạch dài hạn và cùng nhau tận hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm, sẽ mang đến cho tuổi Tân Dậu niềm vui và hạnh phúc tràn đầy. Đây là thời điểm mà quý vị có thể cảm nhận rõ rệt sự ấm áp của gia đình, sự thịnh vượng trong tài lộc và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mọi mối quan hệ trong gia đình sẽ trở nên hòa thuận hơn, tạo nên không khí vui tươi và đoàn kết khi cả nhà cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết ấm cúng và viên mãn. Trong tháng này, quý vị sẽ có cơ hội tận hưởng những thành quả của một năm lao động miệt mài, những nỗ lực và cố gắng trong công việc sẽ được ghi nhận, mang lại cho quý vị không chỉ sự hài lòng mà còn niềm tự hào về những gì mình đã đạt được, các khoản tài chính ổn định. Cùng với những khoản thu nhập từ công việc và đầu tư sẽ giúp quý vị có được một cái Tết đầy đủ, không phải lo lắng về tài chính. Cảm giác hạnh phúc sẽ càng được nhân lên khi quý vị quây quần bên gia đình trong những ngày lễ hội. Đây là thời điểm để tất cả mọi người chia sẻ niềm vui, trò chuyện và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Những bữa cơm sum họp, những món ăn truyền thống trong dịp Tết sẽ là cầu nối gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Đồng thời, quý vị cũng nên dành thời gian để nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá những thành công và bài học đã rút ra trong năm. Hãy đặt ra những mục tiêu cho năm mới, đồng thời tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để tái tạo năng lượng cho những thử thách mới sắp tới. Tóm lại, tháng 12 âm lịch, Đinh Sửu sẽ là một tháng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và sự viên mãn cho tuổi Tân Dậu. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bên gia đình, cảm nhận tình yêu thương và sự đoàn kết trong những ngày lễ hội và chuẩn bị tâm thế vững vàng cho một năm mới đầy hy vọng và thịnh vượng. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Để hóa giải những vận hạn có thể gặp phải trong những tháng cuối năm 2024, tuổi Tân Dậu cần chú trọng đến việc giữ gìn phong thủy nhà cửa. Một không gian sống hài hòa không chỉ mang lại sự an lành cho gia đình mà còn giúp thu hút những năng lượng tích cực. Hãy đảm bảo rằng ngôi nhà của quý vị luôn sạch sẽ, ngăn nắp và bố trí đồ đạc hợp lý, tránh để những vật cản trở luồng khí lưu thông. Việc đặt những vật phẩm phong thủy như đá quý, tranh ảnh hợp mệnh hay cây cảnh phù hợp cũng sẽ góp phần mang lại may mắn cho gia đình. Bên cạnh đó, việc thực hiện lễ cúng bái tổ tiên vào những ngày lễ lớn cũng rất quan trọng. Đây không chỉ là dịp để quý vị thể hiện lòng hiếu thảo và tôn kính đối với tổ tiên, mà còn là cơ hội để cầu xin bình an, sức khỏe và sự thịnh vượng cho gia đình trong năm mới. Hãy chuẩn bị mâm cỗ trang trọng và thực hiện các nghi lễ với lòng thành tâm. Điều này sẽ giúp quý vị tích lũy phước đức và nhận được sự phù hộ từ tổ tiên. Một cách hiệu quả khác để hóa giải vận hạn là làm việc thiện và giúp đỡ người khác. Hành động này không chỉ mang lại niềm vui cho bản thân mà còn góp phần tích lũy phước báo. Những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa như tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn hay đơn giản là thể hiện lòng tốt với những người xung quanh đều sẽ mang lại những điều tốt lành cho quý vị. Nhân duyên tốt đẹp sẽ đến với những ai biết cho đi và san sẻ yêu thương. Đặc biệt trong giai đoạn này, quý vị cần cẩn trọng với các hoạt động có rủi ro lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Hãy tránh xa những quyết định vội vàng, đầu tư mạo hiểm mà không có sự tìm hiểu kỹ lưỡng. Tích lũy kiến thức và thông tin đầy đủ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào sẽ giúp quý vị hạn chế rủi ro và tránh những điều không mong muốn. Việc giữ gìn phong thủy, thực hiện lễ cúng bái tổ tiên, làm việc thiện và cẩn trọng trong các quyết định tài chính sẽ giúp tuổi Tân Dậu hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Hãy mở lòng với những điều tốt đẹp, sống tích cực và luôn sẵn sàng chào đón những cơ hội mới. Thưa quý vị, Phật dạy rằng buông xả là con đường dẫn đến hạnh phúc chân thật. Đối với tuổi Tân Dậu, việc thực hành buông xả không chỉ đơn thuần là từ bỏ những thứ vật chất hay thói quen xấu, mà còn là một nghệ thuật sống, một cách để tìm kiếm và nuôi dưỡng sự bình an bên trong. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, nơi mà những lo âu, căng thẳng và áp lực từ xã hội luôn hiện hữu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường dễ dàng bám víu vào những điều không còn phù hợp với bản thân, như những mâu thuẫn trong các mối quan hệ, những kỳ vọng không thực tế hay sự hối tiếc về quá khứ.
Những suy nghĩ và cảm xúc này không chỉ làm gia tăng gánh nặng cho tâm trí, mà còn khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản và đôi khi rơi vào trạng thái khổ đau. Buông xả chính là một cách để giải thoát bản thân khỏi những gánh nặng ấy, giúp ta mở ra một không gian trong tâm hồn để đón nhận những điều tốt đẹp, tích cực hơn. Hành trình buông xả. Khi quý vị học cách buông bỏ, đó không có nghĩa là quý vị sẽ từ bỏ hết mọi thứ xung quanh mình. Thay vào đó, việc này giống như một cuộc hành trình tìm về bản thân, một cuộc đối thoại với chính mình để nhận ra những gì thực sự quan trọng và cần thiết. Khi quý vị từ bỏ những điều không còn phù hợp, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn và hạnh phúc sẽ tự nhiên tìm đến. Khi đối diện với khó khăn, thay vì cố gắng níu giữ mọi thứ theo cách của mình, hãy thử nghiệm cảm giác buông bỏ. Điều này có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé, như từ bỏ một suy nghĩ tiêu cực hay một mối quan hệ không còn mang lại niềm vui. Quý vị sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng và thanh thản trong lòng khi không còn bị chi phối bởi những lo lắng, gánh nặng. Thực sự, buông bỏ là một hành động can đảm, cho phép chúng ta thoát ra khỏi những sợi dây vô hình mà chính chúng ta đã tạo ra. Tìm kiếm sự bình an, thực hành buông xả cũng giúp quý vị nhận thức rõ hơn về những vấn đề đang tồn tại. Khi lòng đã nhẹ nhàng, tâm trí sẽ trở nên sáng suốt hơn, giúp quý vị có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng và đưa ra quyết định sáng suốt. Quý vị sẽ không còn bị cản trở bởi những cảm xúc tiêu cực, mà thay vào đó sẽ thấy mọi thứ một cách khách quan hơn. Thực hành buông xả trong những tháng cuối năm này đặc biệt quan trọng. Đây là thời điểm để quý vị suy nghĩ về những gì đã qua và chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Hãy để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ. Khi tâm hồn thư thái, quý vị sẽ nhận thấy những cơ hội mới và những niềm vui không ngờ tới, những điều mà trước đây có thể đã bị che khuất bởi những lo toan và áp lực. Hạnh phúc và sự thành công. Cuối cùng, hãy nhớ rằng buông xả chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc và thành công. Khi quý vị sống với tâm hồn nhẹ nhàng và lòng tràn đầy yêu thương, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Hạnh phúc không phải là mục đích đến, mà là hành trình, và việc thực hành buông xả sẽ giúp quý vị trở về với chính mình, cảm nhận từng khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi, thư giãn và trải nghiệm niềm vui trong những điều đơn giản nhất. Mỗi ngày là một món quà, và khi quý vị học cách buông bỏ những lo lắng, những rào cản tâm lý, quý vị sẽ thấy rằng cuộc sống có thể trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn rất nhiều. Hãy để lòng mình mở rộng, chấp nhận và yêu thương, và hạnh phúc sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trong mọi chặng đường. Tử vi của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 từ nay đến Tết 2025 không chỉ hứa hẹn những điều tích cực, mà còn mang đến một cơ hội tuyệt vời để tái tạo lại cuộc sống. Những khó khăn mà quý vị đã trải qua sẽ dần được hóa giải, tài lộc sẽ bắt đầu chảy về, sự nghiệp và gia đạo đều có những bước tiến mạnh mẽ. Đây là thời điểm để quý vị tự tin vươn mình ra thế giới, chấp nhận những cơ hội mới và tận hưởng những điều tốt đẹp đang chờ đón. Trong hành trình này, hãy luôn nhớ rằng việc giữ cho tâm hồn thanh tịnh là vô cùng quan trọng. Khi lòng đầy sự bình an, quý vị sẽ dễ dàng đón nhận mọi điều tốt đẹp. Hãy thực hành buông xả để những phiền muộn, lo toan không còn là gánh nặng cản trở bước tiến của quý vị. Điều này sẽ giúp quý vị không chỉ sống vui vẻ hơn, mà còn dễ dàng kết nối với những người xung quanh, tạo ra những mối quan hệ ý nghĩa và bền vững. Hãy để những ngày tháng tới đây trở thành những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời quý vị. Chúng tôi mời quý vị theo dõi các video trên kênh Minh Đường Tử Vi, nơi chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những thông tin thú vị và hữu ích về tử vi và phong thủy. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những dự đoán tử vi độc đáo và thú vị trong các video tiếp theo. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Hãy luôn giữ tâm hồn tươi sáng và đón nhận cuộc sống với trái tim rộng mở. Bởi những điều tốt đẹp nhất thường đến với những ai biết chờ đợi và tin tưởng vào tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.